Trường xin chào các bạn. Hôm nay Trường chia sẻ những cái cảnh đẹp bằng hình xứ, cảnh đẹp bằng hình xứ cho các bạn coi nha các bạn. Đây là cái cây sen lá bonsai, cây ngọc bích làm hình nhỏ lại. Đây là những hình ảnh với cô Tiên. Những hình ảnh với cô Tiên. Cô Tiên là thấy đời. Đây là ảnh ông Phật Như Lạc, ông Phật cười. Ông Phật Như Lạc, ông Phật có nhiều con cháu. Một cái bình an may mắn cho mọi người. Sách nghiên cứu sách vở, ngay những ông già nghiên cứu sách vở, những ông già ngồi dưới gốc cây. Câu cá, những già câu cá, những già ngồi đây uống rượu nè, bàn chuyện thế sự, đánh cờ tướng nè, những ông đi câu cá, ông tiểu phu đi câu cá, ông già đi câu cá, còn mấy ông già ngồi chơi. Cây bông lài, nâng dạng đứt cây bông lài để bàn chuyện thế sự, con cá bàn chuyện thế sự, đọc sách, trên đây có một cái cây xiên đá rủ này, cây này nó cũng là
mọc rũ xuống, từ từ mọc dài xuống luôn, rất là đẹp. Mời các bạn thưởng thức nha các bạn, mời các bạn thưởng thức. Nắm nhìn những cây cảnh, những ông tiên, những con hình ảnh đẹp để đỡ stress bớt, để giải buồn một chút, để hưởng thụ một chút nha các bạn. Mời các bạn muốn nhìn hưởng thụ để thư giãn đầu óc, cảnh đẹp những tiên, những ông tiều khô câu cá, những con chim, cây sen hoa sen lá, đây thêm mới ông nữa nè, mấy ông này cũng đi câu cá rồi, có người chèo bò, có người đi bắt cá. Chưa, bây giờ vô tới làng chăn nuôi rồi. Vô tới làng chăn nuôi thì có gà trống, gà mái, rồi mấy con sóc, chắc mấy con sóc, mấy con chó khắp thi khắp chua thi khắp. Mấy cô dịch trời mấy anh thi khắp, có bốn anh chó thi khắp. Đây chạy chạy không anh đó, mấy anh thi khắp, một anh thi khắp, hai anh thi khắp, anh này thi khắp trắng, anh này thi khắp có màu da bò, anh này thi khắp đen. Rồi qua cái mấy anh con thỏ này, qua cái làng con thỏ này, gia đình nhà thỏ, đi tới gia đình nhà thỏ, đó, tới gia đình nhà thỏ, qua thăm gia đình nhà thỏ. Rồi đây là một cây sen đá này, rồi đi qua thăm mấy anh chăn trâu, mấy con trâu, mấy con trâu nằm vô cái nhà. Qua cái làng trâu, chăn trâu, xanh lá cây quá con anh chim hummingbird, đó là chim đẻ trứng, đó là chim đẻ trứng, thế là con sẽ cá nữa. Lucky xin chào các bạn, hôm nay Lucky lên phim, lên hình đó. Hello Lucky, Lucky lên hình. Lucky đi vô vườn cây, Lucky
Lucky quay lại đây chụp hình Lucky này. Lucky đẹp chưa? Cây sen đá này nó ra đẹp đi chứ, quá trời luôn. Cây sen đá này đẹp, có màu hai, có ba màu luôn á. Đây mời các bạn thưởng thức cây sen đá đẹp nè. Sen đá bên đây nó bắt đầu nó ra đủ màu đẹp hết rồi, xanh mà cái vành đỏ và chính giữa màu trắng nữa chứ. Cái bụi xương rồng nữa nè, cái trái xương rồng, cái trái cầu rồng. Cái xương đá nhà mình, bụi xương đá. Đây có một cái bụi này nữa là cái bụi này đó là xương đá nhưng mà giống khác nữa này. Cây sen đá lớn, cây sen đá này to rồi nhưng mà chưa có thấy bông. Cái cảnh cái bụi sen đá này cũng ra cái bụi cây đẹp quá nữa. Đây bụi nữa, bụi sen đá màu đỏ nữa các bạn. Ở thành phố San Diego này trồng sen đá là đẹp nhất. Đây là họ trồng sen đá không dễ trồng, ít tốn nước, nó cần phải chăm sóc nhiều, giống như mấy cái hoa phải chăm sóc nhiều, bị sâu bị này bị thứ. Mấy cây sen đá này chỉ cho nó tuần lễ một lần nước, hai tuần lễ một lần nước là được rồi, nó lên phun thuốc xanh xanh tươi mơn mởn. Mời các bạn thưởng thức những cây đủ loại sen đá, sen đá đẹp, những loại sen đá đẹp mà. Những cây sen rồng tới mùa nó ra bông màu trắng đẹp giống như là bông hoa hồng mình. Xin chào các bạn nha.